Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chương trình Mỗi Ngày Một Câu Chuyện của chị Mắt Kính. Hôm nay mình sẽ đọc một văn bản được mang tên Thúy Kiều báo ân báo oán, được trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Thì trong mấy cái tập trước thì mình đã giới thiệu qua về tác phẩm truyện Kiều rồi các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ đọc một đoạn trích của trong truyện Kiều đấy. Thúy, tên là Thúy Kiều báo ân báo oán. Qua cái bài đoạn trích này thì chúng ta cần có kết quả đạt được là qua đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán thì hiểu được tấm lòng nhân nghĩa cao thượng của Thúy Kiều và ước mơ công lý trong thời đại Nguyễn Du, thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả trong việc khắc họa tính cách qua ngôn ngữ đối thoại, và mình phải nắm được cốt truyện, chuyện của Lục Vân Tiên qua đoạn thơ đoạn trích, hiểu được khát vọng cứu đời giúp người của tác giả và tác phẩm, chất của hai nhân vật. Okay, bây giờ mình sẽ đọc, bắt đầu đọc nhé. Thúy Kiều báo ân báo oán, trích trong truyện Kiều. Cho gươm mời đến thúc lang, mặt như chản đổ, mình dường dễ run. Nàng rằng nghĩa nặng nghìn non, lâm chi người cũng chẳng còn nhớ không. Sâm thương chẳng vẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân. Mấy trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là vợ chàng quỷ quái tinh ma. Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau, kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng chả nghĩa sâu cho vừa. Thoát trông nàng đã chào thưa, tiểu thư cũng có bây giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan. Dễ dàng là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm, càng oan trái chiều. Hoạn thư hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca. Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen thuông thì cũng người ta thường tình. Nghĩ cho khi gác viết kinh, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai hiểu cho ai. Chót lòng gây việc trông gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng. Khen cho thật đã nên rằng, khôn ngoan đến mức nói năng phải lời. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Đã lòng chi quá thì nên truyền quân lệnh xuống, trướng tiền thay tiền tha ngay. Vị trí của đoạn trích này là đoạn trích này nằm ở phần cuối
nằm ở cuối phần thứ hai là gia biến và lưu lạc sau khi chịu bao đau khổ, tủy nhục đầy đọa, đọa đầy Thúy Kiều được Từ Hảo Hải cứu thoát khỏi lầu xanh và giúp nàng đền ơn trả oán. Đây là trích tả cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán. Thì qua ngôn ngữ đối thoại này, Nguyễn Du đã làm nổi bật được tính cách nhân vật Thúy Kiều và nhân vật họa thư. Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán là thể hiện ước mơ công lý, chính nghĩa. Theo quan điểm của quần chúng nhân dân, con người bị áp bức đau khổ vùng lên cầm cán cân công lý, ở hiền thì gặp lành. Thì trong cái đoạn này thì qua lời Kiều của Kiều với Thúc Sinh thì ta thấy Kiều là người nặng tình này, nặng nghĩa. Nàng rất trân trọng việc Thúc Sinh chuộc nàng ra khỏi lầu xanh. Tuy Thúc Sinh không giúp được khi hoạn thư hành hạ nàng, nhưng nàng vẫn tạ ơn Thúc Sinh rất hậu. Kiều nói với Thúc Sinh về hoạn thư, chứng tỏ biết thương lòng đau đớn mà hoạn thư gây ra. Nàng không quên được lời nói với Thúc Sinh, trang trọng dùng nhiều điển cố vì Kiều vẫn luôn biết ơn Thúc Sinh. Còn lời nói về hoạn thư là nôm na bình dị, sử dụng lối nói dân gian, tỏ thái độ xem thường. Thúy Kiều báo oán là những lời đầu tiên Kiều nói với hoạn thư. Có giọng điệu nghiễm. Giọng mỉa mai đay nghiến: "Chào thưa hoạn thư là tiểu thư." Mặc dù vị thế hai người đã được đảo ngược, thái độ Kiều quyết liệt trong trả thù, báo trước những điều dữ dội sắp xảy ra. Trình tự lý lẽ của hoạn thư thì xóa danh giới kẻ thù về cùng phía phận đàn bà, từ trọng tội biến thành chuyện nhỏ thường tình, kể rằng từng tha cho Kiều, tỏ thái độ riêng riêng những kính yêu là nhận lỗi và mong tha thứ. Các lý lẽ đó tác động tới Kiều, nhìn ra sự khôn ngoan của hoạn thư. Hoạn thư Kiều có phần nguôi ngoai, mắc vào thế khó đành tha bổng cho hoạn thư. Tính cách hoạn thư khôn ngoan, lọc lõi, tâm địa mưu mô, thủ đoạn. Kiều tha thứ hoạn thư vì những lý lẽ của hoạn thư và bản tính rộng lượng của Kiều. Việc làm ấy phù hợp với lòng nhân hậu của Kiều, vì vậy không hề đáng trách. Kiều là người giàu lòng vị tha và nặng tình nặng nghĩa. Hoạn thư khôn ngoan. Vì hoạn thư thì hoạn thư khôn ngoan này, lõi lọc, có tâm địa và thủ đoạn này, trong cảnh hồn lạc phách siêu vẫn đưa ra những lý lẽ chặt chẽ thuyết phục này. Thúy Kiều giàu lòng vị tha tình nghĩa, đối với Thúc Sinh thì biết ơn trân trọng, đối với hoạn thư thì giận nhưng vẫn rộng lượng tha tội. Thúy Kiều tình nghĩa yêu ghét rõ ràng rộng lượng, vẫn nhớ ơn báo ơn Thúc Sinh đã cứu mình khỏi lầu xanh, nhớ thù hoạn thư. Nhưng khi nghe lời lẽ khôn ngoan của hoạn thư thì vẫn rộng lượng tha bổng. Hoạn thư khôn ngoan khéo nói, sợ hãi mà vẫn khéo léo bào chữa tội của mình. Đây các bạn. Thì mình vừa mới đọc xong văn bản Thúy Kiều báo ân báo oán và mình phân tích mấy câu thơ này rồi. Xong rồi các bạn ạ. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn tất cả các bạn ở các văn bản sau nhé. Xin chào tất cả các bạn.